Không, cho đi là còn mãi nha anh nha. Anh có thể nhìn thấy màn hình hình như là nó bị ngược, lộn ngược á. Nhưng mà Dạ. nó ngộ ngược nhưng mọi người có thể nhìn ra. Tại vì quay cái màn hình trước đó. Dạ em thấy anh ạ. Em xin chào anh Ngọc Viên, xin chào cộng đồng. Hôm nay em được làm cái clip này gửi đến anh, gửi đến cộng đồng và để mong được sự hỗ trợ của cộng đồng giúp đỡ cho gia đình em. Nay em đang ở số nhà 58 xẹt mũ B, đường số 12, phường 11, Gò Vấp. Do tình hình dịch bệnh, vợ em đã thất nghiệp 3 tháng nay. Em thì bị tai nạn 4 năm trước, liệt nửa người đến bây giờ, không lao động được. Nhà thì có hai đứa con nhỏ, một đứa 10 tuổi, một đứa 4 tuổi. Nên em hoàn cảnh em rất khó khăn, nên em làm cơ này gửi đến anh Ngọc Vy, nhờ họ cộng đồng hỗ trợ giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn dịch bệnh này. Em hiện tại đang ở số nhà trọ 58 xẹt 1B, đường số 12, phường 11, quận Gò Vấp. Số điện thoại 0974 505 142. Nên do kinh tế không còn, do hoàn cảnh và kinh tế không còn khả năng để em làm clip này. 4 năm trước em bị liệt nửa người nên bây giờ chỉ còn lại một tay, không thể lao động được, chỉ ở nhà chờ đồng lương ít ỏi của vợ, nên để em quay cái clip này lại. Xin mong anh nhờ đến cộng đồng giúp đỡ đến gia đình em. Em xin chân thành cảm ơn. Thì nó bị liệt, nó Đó quý vị, anh chị thấy không? Thấy cái trường hợp này không? Thấy quý vị không? Mọi người thấy không? Thấy thương không? Thấy đấy là chúng ta có thể anh này là anh liên kết kết với mình, là đáng lẽ là hôm bữa rồi mình giúp ảnh rồi, nhưng mà bạn Dũng này vô là để thả một loạt là mười mấy số điện thoại. Đồng quan điểm với anh Lucas, thấy không? Bà Ba Channel nhìn ảnh thương quá bà Ba ơi. Được kia này. Dạ, thấy mọi người có thể nhìn thấy rõ không bây giờ? Trời ơi, Đấy. mà sao bị tai nạn sao vậy anh? Em muốn làm em làm mà đi dùng nhẹ, đi dùng chậm thôi, xong em né người ta, em té chỉ té sơ sơ tay tay chân thôi, Cái đầu bị sao cái đầu thẹo tay không chân vậy? là em bị. Xong 3 tháng sau em không có đi khám, thấy nhẹ em không đi khám. 3 tháng sau máu bông nó tụ nào trong não á, Alo. nó tụ não, thì 3 tháng sau máu bông tụ nào thì nó bị xuất huyết Chị não. hát Zalo giùm em ơi. Xuất Chị huyết hát não Zalo giùm thì em. phải mổ, ở năm Dạ. bệnh viện cấp cứu 2 tháng mổ á. Đây, phải mình em phải mổ cửa sọ ra để hút máu bầm á, Rồi, rồi ba tháng sau bắt lại. Dạ trường hợp này mình like like mình nói chuyện lâu lâu chút xíu nha quý vị, có ai giúp được ảnh gì không này? đấy là cái dụng cụ, cái máy tập của Dạ em á. dạ hoàn cảnh quá. Cái Trường hợp này tất nhiên là phải giúp cho ảnh rồi, nhưng mà đây này, giúp em này này, giúp rồi giúp bạn này này, thấy không quý vị? Thấy không? Nên là mình like cho cái cuộc like này nó cho 3 4 phút nữa nha, cho nó dài dài chút xíu nha. Giúp trường hợp này, tất nhiên trường hợp này phải giúp rồi quý vị, giúp. Nên là mình hy vọng rằng các mạnh thường quân á đang coi cái video này á, mọi người đang coi cái video này hôm nay, cái live stream này chắc cũng trưa trưa, nhưng mà mình cũng cố gắng kéo dài một chút xíu để cho mạnh thường quân nào có thêm cái động lực để giúp cái trường hợp này. Rồi, rất là cảm ơn chị Cát Tường, một người chị, em chỉ biết được cái tên của chị Cát Tường thôi, chị cái nick của chị là bà và cháu ở Mỹ. Chị nói rằng là ứng giùm chị 1 triệu cho anh đó, sáng mai chị nhờ người chuyển khoản tài khoản cho em. Rồi,
mẹ và bà và cháu ha, là từ 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 cái nick chị đây, cái kênh YouTube là bà và cháu ở Mỹ à, bà và cháu ở Mỹ đây quý vị. Thì bà và cháu ở Mỹ, bà và cháu ở Mỹ 1 triệu thì kênh sẽ đi 1 triệu nha quý vị. Anh chị nào bây giờ mình chơi double này, ai ai ủng hộ, ai ủng hộ 1 triệu thì em sẽ kênh sẽ ủng hộ 1 triệu nha quý vị. Kênh sẽ ủng hộ 1 triệu, có nghĩa là bà và cháu 1 triệu thì mình sẽ kênh sẽ ủng hộ thêm 1 triệu. Ai 500 kênh sẽ ủng hộ tiếp 500. Bây giờ chơi này tới tố luôn quý vị ơi. Này hôm nay giúp này là giúp như vậy này quý vị. Số gì ra mọi người giúp đi mọi người ơi. Mọi người cảm ơn bà và cháu nha. À, cảm ơn mọi người nha. Những cái hình ảnh của anh á, à, anh gửi cho em rồi nhưng mà anh cũng thông cảm em không có show lên lên đây được, tại vì đấy là cái chuyện mà nó cũng đau buồn với anh á. Anh nằm bệnh viện rồi em có thấy những cái video đó, em cũng biết cái trường hợp của anh rồi em tìm hiểu. Thế nên á, là mọi người hôm nay đã thấy anh rồi, thế nên cũng không cần phải chứng minh những hình ảnh anh nằm viện nữa nha. À, Dạ. ai? Dạ. Rồi, anh tên gì anh? À, em tên Đệ. À, anh đang ở quận Gò Vấp đúng không? Còn Rồi. Tạm thời hai 500 chị Linh Lê 500. À, cảm ơn ngài Cát Tường này. Cảm ơn cô Cát Tường nha. Cát Tường là bà và cháu cho mượn cái viết đi giao tay ơi. Rồi, à, có đây. Rồi em có nhận cái bà và cháu rồi, bà và cháu 1 triệu. Ứng nha. Rồi thì kênh sẽ 1 triệu. Rồi bạn Linh Lê cái nick bạn Linh Lê là 500, mà Linh Lê tôi không biết cái tên Linh Lê này ở đâu luôn á. 500 thì kênh sẽ 500 nha. Rồi bây giờ cứ ai cho 200 em sẽ cho 200, ai cho 100 em cũng cho 200, ai lộn 100 cứ cứ Mạnh Thường Quân cho bao nhiêu thì em sẽ cộng vào. Dũng nào nói rõ tên. À anh Nguyễn Dũng ơi, Dũng chủ tịch chứ không phải là anh Nguyễn Dũng nha. Rồi như vậy là bà và cháu này 1 triệu này thì kênh sẽ đi theo 1 triệu này. Linh Lê 500 thì kênh sẽ đi theo 500, có nghĩa là chúng ta nếu nếu mà đúng chính xác là bây giờ chúng ta đã có 3 triệu rồi. Rồi trường hợp này là giúp nè quý vị. Anh chờ máy nha, em thấy có ai gọi đây. Dạ. Bạn Vũ Ngọc Hân. Rồi anh chị em ơi, thương quá, trường hợp này máy lúa em cũng đông. Rồi à, chị Liên Nguyễn gửi cho chị gửi cho anh ấy 200. Rồi kênh đi theo 200 luôn là rồi. Chờ nó xíu nha, em tổng kết nha, để em lỗ mấy công ha, lỗ bù tiền công ty vô trả nữa ha. Tháng nay là dịch giả dữ quá rồi, nó cũng làm ăn nó cũng hơi khó khăn. Chờ em xíu nha anh. Em sẽ tổng kết. Vậy à, Dạ, em cố cảm gắng giúp. ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ cho em ạ. Chờ em xíu này. Rồi tổng kết bao nhiêu đây? Con số gì ra mạng nó hơi yếu nha quý vị. Nên tôi đẹp trai không quý vị? Thấy tôi đẹp trai hơn không? Ok, rồi cảm ơn chị Yến Hoàng đã giúp nè, đã nói này. Rồi mình cho quý vị khán giả 1 phút nữa nha, 1 phút nữa nha quý vị. Rồi bây giờ em tổng kết nha, bà và cháu nha là 1 triệu, rồi kênh đi theo 1 triệu. Rồi hôm nay chơi lớn quá ha quý vị ha. Rồi bạn Linh Lê chuyển khoản nha bạn, nhớ nhân nợ mình đòi á. Linh Lê 500, rồi kênh 500. Rồi chị nào ở trên Facebook đây, trên Zalo, từ từ chị
Chị Liên Lê, chị Liên Nguyễn cho Liên Nguyễn, chị Liên Nguyễn, chị Liên Nguyễn 200 thì Cương đi theo 200. Hôm nay Cương chơi lớn luôn. Rồi còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Ai cho gì nữa không? Mọi người cười vui đi các mọi người, vui lên. Không có gì hết thì cuộc đời anh cũng mong rằng là cái duyên mà chúng ta gặp ở đây là chia sẻ lẫn nhau một cái chút tình cảm nha anh nha. Là mấy hôm nay á thì em với mình cũng xem cái trường hợp của bạn rồi, nhưng mà bạn cũng thông cảm rằng là nó rất là nhiều cuộc gọi lên tổng đài, và mình cũng mới xếp hàng. Mình thứ nhất là mình ưu tiên những cái bà bầu trước, rồi còn mấy ngày nữa sinh rồi mới tới trường hợp của anh. Rồi hôm nay cũng em tìm, mà nói chung là nó rất là nhiều cái tin nhắn đó, em cố gắng em tìm anh, thì hôm nay cũng may mắn là tìm lại được anh, chứ không là trôi mất rồi, mất là không biết như thế nào. Có ai cho nữa không để kênh tổng kết 1 triệu, 1 triệu, 3 triệu, 3 triệu tư, 3 triệu tư quý vị. Đấy, em giúp những cái trường chúng ta thấy giúp những cái trường hợp như vậy, em like lâu một chút xíu. Em cho quý vị 1 phút nữa nghe, 1 phút nữa, 1 phút nữa quý vị cố gắng giúp cho anh 1 phút nữa. Rồi anh có chia sẻ gì với mọi người không? Nói với mọi người nghe với. Dạ, em cực cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ cho em, để giúp đỡ em vào trong hoàn cảnh hôm nay. Dạ. Mà nói nghe này, mà sao hồi hồi xưa đó là đi cái mình đụng vậy hả? Dạ, không, nghĩ anh về quê em đi, thì có thằng nhỏ kia nó trong nhà nó lảo đảo, em té, em né, đạp thắng gấp quá em té xuống, tay Dạ. chân nó trầy, em không có đi khám. Nhưng mà Rồi. lúc đó em đi gần nhà mà em không đội nón bảo hiểm á, xong rồi đến 3 tháng sau mới nó mới phát ra là vào bệnh viện á, nó kêu có sốt huyết não, Dạ. thì nó mình bác sĩ hỏi có nguyên nhân hồi trước có bị té không, bác sĩ nó cho là do cái máu bầm hồi trước là lúc mình té thì nó ít thôi, nhưng mà về sau nó nhiều, nó tích lũy lại á, nó làm cái mạch máu mình tắc nghẽn đi thì nó sẽ không lưu thông được, nó vỡ. Sau rồi em mổ nằm bệnh viện 2 tháng, em ra viện xong rồi 3 tháng sau là em vào lại ráp cái sọ, mổ lại lần hai để ráp cái sọ bên trái bên phải, thì từ đến đó đến giờ là em đi chữa trị khắp nơi, thầy thuốc nào cũng đi hết, mà đến khi đi không có điều kiện nữa thì em đi về. Đợt trước em có đi ra ngoài Phan Rang á, Ninh Thuận á, là em ở đó một mình 1 năm đó, tại vì bà xã mới sanh á, mới bà xã đưa ra kiếm việc kiếm chỗ ở thôi, xong rồi bà xã đi vô. Còn em thì ở 1 năm ở đó cũng nhờ bà con ở ngoài Phan Rang á, giúp đỡ là đi chợ hàng ngày, rồi em cũng có tự nấu ăn được không, một cái tự nấu ăn được. Rồi em ở đó một mình, còn bà xã cũng lo cho 2 đứa con. Con Đến thời lớn gian sau rồi 1 năm sau là không có điều kiện để ở ngoài đó này, em đi vô Sài Gòn. rồi. Bây giờ chị Kala Kim, Kali La Kim, chị 100 đô. Xin quý vị anh chị thông cảm nha. Rồi mình sẽ cho chị Kala Kim ứng luôn là 100 đô. Chị Kala Kim, chị Kali, Kali La Kim, chị Kali La Kim này cũng tặng riêng cho kênh 5 đô với cái doanh thu trò chuyện hôm nay. Và chị Kala Kim, chị thông cảm, em không dám tố với chị 100 đô nha. Rồi em cộng cho chị 100 đô này vào luôn nha. 100 đô là 2 triệu 260 ngàn. Nghe không quý vị? Đúng không quý vị? Ngày mai thì chuyển vào tài khoản em 500 đô. Rồi, cảm ơn chị. Trời ơi, hôm nay tự nhiên cái vui nè quý vị. Không thể tưởng tượng được một cái like này mà nhận được một sự trợ giúp. Em nghe nè anh Lưu Cát ơi, em vẫn nghe nha, em vẫn nghe. Rồi mà ngày mai chị Calo Kim sẽ chuyển thêm vào cái tài khoản của em 500 đô. Cái số tiền này 500 đô thì như thế nào đây? Mình chia chung hay là cho ảnh, là ảnh chị Calo Kim thì cho anh này là thêm 100 đô, đúng không? Hãy hôm nay Viễn hôm nay hay chú,
Nghĩa ơi, nói chung là hôm nay cũng là một cái duyên, và ngày hôm nay là ngày 8 tháng 9, và sáng hồi sáng thì mình cũng đã trao quà cho cái bà bầu hôm qua là 6 triệu, còn lại 5 triệu với mấy trăm ngàn nữa. Thì mình sẽ chuyển sau, tại vì cái bà bầu hôm qua là ở dự quận 2 đó quý vị. Thì bà bầu này á, là mình cũng muốn giữ lại số tiền để sau khi chị đẻ xong á, thì mình sẽ nhờ cái người hàng xóm đưa, tại vì á là cái ông chồng của chị á, là cũng nghiện ngập rồi cờ bạc này nọ, nên là mình chỉ giúp cho chị là sáng nay là mình đã chuyển khoảng 6 triệu. Đúng rồi chị. Rồi bây giờ để em coi này, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, từ từ nha quý vị nha, em cộng lại cho chính xác nha. 3 triệu tư cộng với 200 đô, quên lộn, cộng 100 đô cho lộn xíu nữa lộn, 3 triệu 400, 3 triệu 400 nha quý vị nha, cộng mà 2 triệu 260, 5 triệu 6, em chuyển luôn 6 triệu nha quý vị nha, được không quý vị? Chứ cái kèo của chị Karaoke Kim với quốc 100 đô, tài khoản của em cũng hết tiền luôn rồi. Em chuyển cho em giúp cho anh này là cả mọi người luôn là 6 triệu em ứng ra tiền nha, được không mọi người? Mọi người thả tim giùm em cái coi, tài khoản kinh tế nó cũng cạn rồi, mấy nay làm YouTube cái chuyện ngân nga nó cũng hết view rồi, chửi Giang Nguyễn cũng hết rồi. 6 triệu nha quý vị nha, được không quý vị? Rồi anh cho em cái số tài khoản đi anh. Dạ, 1 0 5 0 0. Không mà ngân hàng nào anh? Ngân hàng Việt Tin 1 0 5 0 0 8 6 7 9 2 3 3 1 0 5 0 0 1 5 0 0. Rồi. 0 1 0 5 0 0 10500. Rồi. 5 6 7 5 6 5 6 7. Rồi. 9 2 3 3 9 2 3 3. Dạ, ngân hàng Việt Tin Banh á. Rồi, Vietinbank. Dạ, anh tên Bùi Thiên Đế. Rồi, Bùi Thiện Đế. Dạ. Rồi thì làm tròn cho anh 6 triệu luôn, để chuyển khoản cho anh. Em có đọc cái tin của anh Lucas nhắn rồi, nhưng mà thôi lỡ rồi, nói chung là chúng ta làm một cái tròn con số luôn. Cũng hy vọng rằng là số tiền này sẽ mang cho anh đến một cái niềm vui nho nhỏ nha anh nha. Rồi. Em cảm ơn anh, em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ gia đình em. Rồi ai ai nợ gì tôi là nhớ trả cho tôi nha, tôi ấn tiền ra nha. Vui quá không quý vị, vui phải không? Cho đi là còn mãi nha anh nha. Anh có thể nhìn lên màn hình hình như là nó bị ngược, lộn ngược đó, nhưng mà Dạ. nó ngộ ngược, nhưng mọi người có thể nhìn ra tại vì quay cái màn hình trước đó. Dạ em thấy anh ạ.